Thần tài ban lộc, cơ sắc này trùng số độc đắc, trời ban sung sướng, tiền bạc sùm rỉnh trong 15 ngày cuối tháng 6 dương lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo, đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, bản mệnh có biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất hay không? Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ rằng thời điểm 15 ngày cuối tháng 6 dương lịch được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với những con giáp này. Thời điểm này, ba con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thân phận giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong nửa cuối tháng 6? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mão. Xem tử vi tháng 6 dương lịch của tuổi Mão cho thấy bản mệnh sẽ đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện, công việc, sự nghiệp trong 15 ngày cuối tháng. Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với bản mệnh trong 15 ngày này. Nhìn chung, bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng, đúng như tính toán và mong muốn của bản mệnh. Mặc dù đôi lúc vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực là điều khó tránh khỏi. Song vận may trong thời gian này sẽ giúp bản mệnh gặp hung, hóa cát, xử lý đâu vào đó, khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Hãy cứ làm việc nỗ lực sẽ gặt hái thành quả tốt, làm nhiều việc thiện thì tích phúc đức càng dày. Khoảng thời gian này, bản mệnh có thể hay phải đi xa nhà, phần lớn là do yêu cầu công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này có thể sẽ giúp ích khá nhiều cho sự nghiệp của tuổi Mão. Bản mệnh có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm làm việc sau mỗi chuyến đi. Thời điểm này, nếu được cử đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thì nên nghiêm chỉnh, chấp hành, tương lai sẽ có lợi. Ngoài ra, ở nơi đất khách, bản mệnh càng cần phải hành sự thận trọng, làm gì cũng cần bình tĩnh, tiến hành từng bước, sụp tốc, bất đạt, nóng vội sẽ hỏng việc. Dù là làm việc gì đi nữa, nếu giữ cái tâm thật tĩnh, không tính toán thiệt hơn hay toan tính quá nhiều, kẻo tự tạo áp lực và rước thêm phiền phức cho bản thân mình. Dù có vấp phải sóng gió nào, cũng trở nên mất thời gian sầu lo, mà cần phải suy nghĩ theo hướng tích cực. Thời gian để buồn bã thì hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Những mệnh chủ theo nghiệp học tập cũng đạt kết quả tốt trong thời điểm này, thi cử đạt thành tích khả quan. Đó là bởi bản mệnh đã chịu đầu tư khá nhiều thời gian và công sức, lắng nghe lời khuyên của thầy cô, cha mẹ nên thành quả hoàn toàn xứng đáng. Hãy duy trì và phát huy điều đó, không chỉ có lợi cho tương lai sau này của bản mệnh mà còn khiến cha mẹ hài lòng, yên tâm. Bên cạnh đó, tài khí trong 15 ngày cuối tháng của mệnh chủ tuổi Mão cũng đang được cải thiện đáng kể, dù là đang làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng.
bản mệnh sẽ có không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây, thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Thậm chí, có những hạng mục bản mệnh tưởng như không có hy vọng, thì nay cũng đã hồi sinh. Bản mệnh có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Những mệnh chủ làm công ăn lương sẽ có một khoảng thời gian dài có công việc trôi chảy, khá nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan, thu nhập bình ổn. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá mới, bản mệnh không thể cứ bình bình như thế này. Hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức hay đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá. Một vài người có thể sẽ phải đi xa lo liệu việc làm ăn, nhưng nhìn chung mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, công nợ thu về đầy đủ. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bản mệnh phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn, ngủ không điều độ, dẫn tới tình trạng thiếu ngủ, cơ thể bể oải, nên chú ý sắp xếp công việc hợp lý. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp quý gia chủ tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Dậu. Theo dõi tử vi 15 ngày cuối tháng 6 dương lịch của tuổi Dậu cho thấy vận trình sự nghiệp của mệnh chủ đang tiến triển khá tốt. Bản mệnh được quý nhân che chở và nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới, rất đáng mong đợi. Bản mệnh vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói thời gian này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bằng nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bản mệnh mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng rồi bản mệnh sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay mình. Nhìn chung, công việc trong 15 ngày sắp tới sẽ tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác, thành công, ký kết không ít hợp đồng, béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn cần lưu ý, thành công nhưng đừng vội đắc ý, kẻo hút vận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại. Thắng không kiêu, bại không nản, đó mới là thái độ đúng đắn của người tài giỏi. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của tuổi Dậu cũng trên đà khởi sắc. Dù là làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, trong thời gian này đều sẽ gặt hái được kết quả như ý. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán, được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng của bản mệnh sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong thời gian này. Nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn này là hoàn toàn hợp lý. Nếu đang có sẵn nguồn vốn dùng dình, bản mệnh có thể thử sức. Có điều, làm gì cũng cần bình tĩnh và thận trọng. Dù có ham kiếm tiền đến đâu, bản mệnh vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp pháp luật mà làm liều, kẻo vi phạm, vướng vào họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham, thì thâm là được. Chính vì vậy,
để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hận luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ. Thứ ba là tuổi Ngọ. Theo tử vi tháng 6 dương lịch của tuổi Ngọ cho thấy, trong 15 ngày cuối tháng, đường công danh sự nghiệp của những chú ngựa thăng trầm bất ổn. Dù vẫn có thể gặt hái được những thành công nhất định, nhưng đa phần vẫn phải vất vả, bon chen, chịu không ít áp lực. Lúc này mệnh chủ suy nghĩ thông thoáng, hành sự quyết đoán, có thể ký kết hợp đồng, giao kèo hợp tác thành công. Tuy nhiên, công việc đang tiến hành thuận lợi có thể bị ngắt mạch do tiểu nhân chơi xấu hay bởi sự bất cẩn của chính tuổi Ngọ. Một vài dự định công việc không được triển khai hoặc gặp trục trặc trước đó vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhìn chung vận khí trong thời gian này, trước hanh thông, sau trắc trở. Vì thế làm gì cũng nên thận trọng, suy tính trước sau, tính toán, phương án đề phòng bất trắc. Những mệnh chủ vừa mới bắt đầu công việc mới cũng chớ nên vội vàng. Giai đoạn đầu, mọi thứ chưa thể ổn định ngay được. Bản mệnh càng hấp tấp sẽ càng dễ gây họa. Hãy dành nhiều thời gian để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm hơn là khoe mẽ, thể hiện không đúng lúc, đúng chỗ sẽ chiếu họa thị phi vào thân. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên. Mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ. Chính bản thân tuổi Ngọ cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Không như vậy, tài vận trong 15 ngày cuối tháng của tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc rực rỡ, thu nhập chủ yếu đến từ các nguồn ngoài luồng. Thời gian này, những chú ngựa có lộc trời ban, kinh doanh phát đạt, đầu tư thu lời nên chi tiêu khá thoải mái. Bản mệnh không tới mức dư thừa của nạ nhưng cũng đủ sung túc, không lo cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên vận xui vẫn luôn rình rập nên bản mệnh cần hết sức thận trọng trong đầu tư hợp tác làm ăn để hạn chế rủi ro không đáng. Nếu không sớm có kế hoạch chi tiêu khoa học, tài khí tụ rồi sẽ tán, e rằng còn rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc. Đầu tư tại thời điểm này cũng chớ nên mạo hiểm hay giữ suy nghĩ được ăn cả, ngã về không. Phần trình bấp bênh khiến lãi ít, lỗ nhiều, tốt nhất bản mệnh nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, làm việc vi phạm hoặc lừa gạt tiền của. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.